Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ gọi là tiếp tục với cái video gọi là chia sẻ cho các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là chia sẻ, và trong cái video này mình sẽ hướng đến những bạn nào mà chuẩn bị nuôi hamster hoặc là có dự định mua lồng hoặc là hamster về nuôi á, mà các bạn không có chi phí nhiều nha. Tại vì mình thấy trên kênh YouTube của mình á, thì mình thấy có khá là nhiều bạn học sinh đó mà các bạn chưa có chi phí nhiều để mà nuôi một bé hamster cho nó gọi là đầy đủ. Vì thế là hôm nay mình sẽ là ví dụ cho những bạn những cái món đồ, ví dụ lồng đồ chơi, thức ăn, rồi lót chuồng các thứ các kiểu mà các bạn có thể mua để nó tiết kiệm chi phí nhất có thể cho các bạn, và đồng thời là nó sẽ gọi là đầy đủ đó, nó đầy đủ nhất cho các bạn nuôi 1-2 bé hamster nha. Rồi thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ và nó sẽ đảm bảo về là thoải mái cho những con chuột của bạn nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ đầy đủ cơ bản những cái món đồ mà các bạn gọi là có thể là tiết kiệm nhất cho những bạn nào mà có chi phí thấp. Và cái thứ ba là đảm bảo là tiết kiệm chi phí nhất có thể trên thời điểm hiện tại nha, để cho các bạn nào mà dự định nuôi hamster mà không có chi phí nhiều á, thì các bạn có thể mua theo những cái món đồ này và các bạn đem về và nuôi thôi. Còn nếu như mà sắp tới mà bạn có chi phí nhiều đó, cái tiền nó thoải mái hơn một tí á, thì các bạn có thể mua thêm đồ và gọi là độ thêm đó, cái chuồng của bạn cho nó gọi là đẹp hơn đó, nó sinh động hơn. Thì cái đó thì trong tương lai nếu như mà bạn có tiền thêm thì các bạn có thể mua. Còn đối với những bạn nào mà chi phí mà nó gọi là dư giả đó, thì cái đó thì mình không nói tới rồi. Cái đó thì các bạn có thể gọi là tự chọn mua lồng ở các thứ các kiểu mà các bạn không cần suy nghĩ về cái chi phí nó nhiều lắm. Đó, này mình làm riêng cái video này cho những bạn học sinh đó, những bạn nhỏ mà chưa có gọi là chi phí nhiều nha. Đầu tiên là cái chuồng nha. Rồi ok, và đầu tiên là cái chuồng. Thì đối với chuồng á, thì trong cái video này giống như là lúc đầu mình đã nói là mình sẽ đảm bảo cho các bạn là cái lồng nó phải rộng và chi phí thấp nhất có thể trên đến thời điểm hiện tại nha. Thì đối với lồng và chuồng á, thì nếu như mà các bạn muốn mua một cái lồng mà nó, ta nói là nó rộng một tí, nó thoải mái cho 1-2 con á, thì các bạn gọi là phải mua những cái lồng mà nó có giá khoảng là 200 mấy trở lên đó. Thì cái đó thì cái chi phí nó khá là cao đối với những bạn mà không có chi phí nhiều. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là các bạn có thể ra những cái tiệm mà bán đồ nhựa rồi bán thao nhựa rồi đó, thì các bạn có thể mua những cái thùng nhựa như thế này đây. Thì một cái thùng như thế mà các bạn mua mới luôn nha, nếu như mà các bạn mua mới luôn á, thì nó sẽ rơi vào khoảng là 90.000, 80-90.000 một cái. Thì tùy chỗ bán nha các bạn, 80-90.000 một cái đó. Còn các bạn có thể vào siêu thị để mua, thì cũng có những cái siêu thị người ta cũng có bán những cái thùng như thế này. Còn nếu như mà bạn muốn rẻ nữa, giá khoảng 50.000 một cái thùng như thế này. Cái này thì mình mua lại của một chị khách của mình á, là hình như mình mua là 50-50.000 gì đó, không nhớ rõ nữa. Thì chị đó bán lại cho mình, thì cái này là chỉ 50-50.000 thôi đó. Còn nếu như các bạn mua rẻ thì nữa, thì các bạn bắt buộc là phải mua cái thùng cũ lại đấy. Thùng cũ thì nói chung thì bạn đem về và rửa sạch là thôi đó. Còn đối với những cái thùng mới thì nó sẽ cao hơn đó. Rồi nếu như mà các bạn mua thùng mới thì các bạn về các bạn khoét những cái lỗ như thế này đấy, và gắn lưới như thế này đó, gắn những cái tấm lưới như thế này đấy. Trên này thì khoét một cái lỗ để một tí để bình nước đó, hoặc là các bạn có thể khoan lỗ dưới này để mà gắn cái bình nước vào đấy. Rồi thì cái thùng này các bạn làm nắp lưới như thế này thì nó sẽ đảm bảo là thông thoáng cho mấy con chuột của bạn nha. Đó, các bạn phải làm cái nắp lưới nó bự bự như thế này một tí, đảm bảo là an toàn nè. Cái lưới này thì các bạn nên mua những cái lưới cỡ này nha, nhỏ cỡ này hoặc là nhỏ hơn cũng ok, đừng có lớn quá thì sợ rắn đồ nó chui vào. Rồi đối với cái thùng này thì đối với cái thùng, nếu như mà các bạn không có điều kiện mua lồng thì mình khuyên các bạn là nên mua cái thùng như thế này, thì nó sẽ rộng đó, nó rộng hơn cái lồng khá là nhiều và chi phí nó sẽ rất là rẻ luôn. Và mỗi khi mà các bạn vệ sinh thì nó sẽ dễ hơn cái lồng nữa, thì cái lồng thì các bạn có phải là lấy đồ chơi ra thì nó hơi là cực một tí, còn vệ sinh bằng thùng như thế thì nó sẽ rất là đơn giản đó. Và các bạn nuôi bằng thùng như vậy thì vẫn bình thường đó, con chuột của bạn nó vẫn sinh sản rồi sinh sống bình thường hết, chứ không có ảnh hưởng gì hết nha. Đấy, rồi và xong. Chuồng đã xong rồi nha. Và cái tiếp theo đó chính là về hamster. Đó, hamster thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là nên nuôi cái dòng hamster nào đối với những người bắt đầu. Thì trong cái video này mình khuyên các bạn là nuôi hamster Winter Wild nha. Đó, Winter Wild hay còn gọi, hay các bạn còn biết nói tắt là WW á. Thì Winter Wild không phải là dòng hamster mà rẻ nhất tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà tại sao mình khuyên các bạn là nên nuôi dòng Winter Wild? Cái dòng hamster mà rẻ nhất cho đến hiện tại đó là dòng Campbell nha các bạn. Campbell thì giá nó rất là rẻ, khoảng 20 hoặc là 30.000 một con thôi. Nhưng mà cái tính tình nó rất là hung. Đó, như các bạn đã biết đó, thì tính tình Campbell rất là hung. Và các bạn mua về thì các bạn rất khó để thuần nó luôn. Đấy, cái tỷ lệ mà thuần hamster Campbell nó rất là thấp nha các bạn. Khoảng đâu đó là 40% thôi. Đấy, khoảng 40 đến 50% là cùng thôi à. Và rất khó để thuần cái dòng hamster Campbell luôn, tại vì mình
đã từng nuôi cái dòng hamster Campbell khoảng một thời gian dài và mình đã cho nó sinh sản luôn rồi đó, và rất là khó từng nó luôn. Các bạn phải có một cái gọi là kiên nhẫn khá là lâu để mà có thể làm quen với nó đấy, thì nó mới không cắn các bạn, còn không á thì các bạn đưa tay vào là nó sẽ bập các bạn liền luôn, rồi dẫn đến là các bạn chảy máu tay rồi này kia cái nọ nữa đấy. Thì Campbell thì tốt nhất thì các bạn gọi là cân nhắc trước khi mua nha, mua dòng Winter White nha. Winter White thì nó khá là hiền và cái giá nó sẽ cao hơn Campbell một tí thôi à, chứ không có nhiều lắm đâu, khoảng đâu đó là 40.000 một con, nếu như mà các bạn mua được những cái con chuột mà người ta sinh sản dư á, người ta bán lại cho các bạn á, bán lại cho các bạn á, thì nó sẽ có giá là khoảng 40-50.000 một con. Còn nếu như mà các bạn mua ngoài shop á thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn khoảng 60-70.000 một con chuột hamster Winter White nha. Đó, còn nếu như mà các bạn nào mà cần mua chuột mà người ta sinh sản dư đó, những cái bạn mà người ta nuôi dư mà ta sinh sản được nhiều á, thì các bạn có thể vào hội Pet Việt của mình nha. Đấy, hội Pet Việt của mình thì hiện tại là mình đang phát triển đó, thì các bạn có thể vào đó và hỏi coi là xem các bạn nào gần chỗ của bạn không, đấy thì các bạn có thể mua hamster nó dễ dàng hơn và với giá rẻ hơn nha. Rồi và tiếp theo là đối về cái lót chuồng. Đấy, lót chuồng thì những bạn mà chưa có chi phí để nuôi nhiều thì mình khuyên các bạn là mua mùng cưa để lót nha. Đây mình có ví dụ cho các bạn một cây mùng cưa. Thì mùng cưa thì các bạn nên mua mùng cưa cây nha. Mùng cưa cây là cái loại lót chuồng mà tôi nói là một cái loại lót chuồng quốc dân luôn các bạn. Đấy, các bạn nào nuôi hamster thì chắc chắn là đều cũng không ít hoặc là nhiều thì các bạn đều phải xài qua cái loại mùng cưa. Đấy, mùng cưa thì tiết kiệm chi phí thì chỉ có mùng cưa cây thôi các bạn. Mùng cưa cây 1 kg như thế này. Đấy thì nó hút ẩm rất là tốt. Đó, và chi phí tiết kiệm của nó rất là cao luôn. Đấy, một cây như thế mà các bạn nuôi 1 đến 2 con á, thì nó tầm khoảng 2 tháng các bạn, 1 đến 2 tháng thì theo cái mức mà các bạn thay chuồng cho nó thôi, ít hay nhiều thôi. Rồi, các bạn nên mua mùng cưa nha. Đấy, mua mùng cưa. Còn các sang đồ thì xài nó khá là mau hết các bạn. Đấy, các sang cái Ấn Độ đồ thì giá nó hơi cao và xài khá là mau hết. Vì thế rồi mình khuyên các bạn mua mùng cưa để xài nha. Và mùng cưa cây nha các bạn. Rồi, và về cái đồ tắm cho nó thì nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm nữa thì các bạn gọi là có thể tắm bằng phấn Barbie cho nó, còn không thì các bạn mua hẳn luôn một bịch cát như thế là 15.000 thì xài khá là lâu. Đấy, cát này thì nó có sẵn mùi thơm luôn. Còn nếu như mà bạn muốn tiết kiệm nữa thì các bạn có thể tắm cho nó bằng phấn Barbie thì nó cũng sạch như bình thường thôi. Đấy, thì cái này thì tùy theo bạn nữa nha. Cái này nó cũng không có quan trọng lắm. Ok, và tiếp theo là thức ăn. Đấy, thức ăn thì tiết kiệm chi phí á, thì các bạn chỉ cần mua cho nó ăn một bịch thức ăn ngũ cốc như thế này. Đấy, trong này thì người ta đã trộn sẵn là các loại hạt, đấy các loại thành phần luôn, và nó đảm bảo là đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con chuột của bạn. Đấy, thì hàng ngày các bạn chỉ cho nó ăn thức ăn ngũ cốc vậy thôi. Còn về thức ăn dặm đồ á, nếu như mà các bạn có chi phí nhiều nữa thì các bạn có thể mua cho ăn thêm, còn không thì lâu lâu các bạn có thể mua rau hoặc là miếng phô mai gì đó cho nó ăn thêm thì nó cũng là rất là đầy đủ dinh dưỡng luôn. Tại vì sẵn trong cái bịch thức ăn này là nó đã là cung cấp đầy đủ nhất các loại chất dinh dưỡng cho mấy con chuột sống rồi. Đấy, vì thế là các bạn đừng có lo về thành phần dinh dưỡng nữa nha. Đấy, các bạn chỉ cần mua một bịch này cho nó ăn thôi. Rồi, và về đồ chơi. Đấy, đồ chơi thì tiết kiệm chi phí thì các bạn mua duy nhất cho mình một chiếc queo thôi. Đó, chiếc queo là hay còn gọi là cái banh chạy như thế này nè, hay còn gọi cái vòng chạy như thế này, thì là một món đồ chơi mà gọi là thiết yếu nhất, cần thiết nhất cho những cái con chuột của các bạn nha. Đấy, thì nếu như mà có chiếc queo như thế này thì con chuột của bạn nó có thể tập thể dục đó, và nó không có bị gọi là gây ra những cái bệnh đồ các thứ các kiểu, và đồng thời là nó sẽ không có bị gọi là ù lì. Đấy, còn nếu như mà không có những cái vòng quay queo như thế này thì con chuột của bạn nó sẽ bị bé phì, ù ly, hoặc là nó sẽ gọi là được không có được nhanh nhẹn cho lắm. Đấy, vì thế các bạn mua một chiếc queo như thế và cho nó chơi nha. Rồi, còn đối với những cái món đồ chơi khác á, thì trong cái video này mình không có đề cập đến, vì cái này mình nói cho những bạn nào mà chưa có chi phí nhiều đó. Còn nếu như mà về sau các bạn có chi phí nhiều nữa thì các bạn có thể mua thêm nhiều đồ chơi khác nữa và để vào lòng cho nó chơi, thì cái đó thì khi nào các bạn có chi phí nhiều thì các bạn hãy mua nha. Còn nếu như mà không có chi phí thì các bạn mua duy nhất một cái queo này là đủ nha. Rồi, và cái cuối cùng đó, cái không thể nào thiếu đó chính là bình nước. Đấy, bình nước á, thì mình hiện tại là có hai loại bình bi nè và bình chân không. Thì bình bi này thì mình cũng đã nói trong rất là nhiều video rồi. Đấy, bình bi thì nó sẽ bền hơn, lượng nước nó để được sẽ nhiều hơn. Còn bình chân không này thì theo mình thấy thì nó chỉ có một size nhỏ như thế thôi các bạn. Đấy, và cái độ bền nó khá là kém, tại vì cái ống của bình bi á là nó bằng thủy tinh, khi mà nó rớt xuống đất thì nó sẽ bị bể, vì thế là các bạn cần lưu ý nha. Và lượng nước nó sẽ để được ít hơn nữa.
Thì nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể thì các bạn nên mua bình chân không nha. Đấy, bình chân không thì nói chung thì các bạn chịu khó canh cái mực nước của nó để khi nào hết thì các bạn thay liền. Đấy, đừng có để cho mấy con chuột của bạn nó chết khác nha. Còn nếu như mà các bạn muốn nuôi mà độ bền cao, đấy các bạn mua một bình mà muốn xài mấy năm luôn á thì các bạn có thể mua bình bi. Đấy, bình bi thì giá nó cao hơn một tí so với bình chân không này thôi. Rồi, thì bình bi thì nói chung rất thoải mái không? Đấy, cái ống này thì nó bằng nhôm mà, thấy không? Nó đâu có bị sét gì đâu. Bạn cho nó uống rất là lâu luôn. À, với lại lượng nước nó đựng thì được rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, một bình như thế thì theo mình thấy là hai con nó uống khoảng nửa tuần các bạn. Đấy, nửa tuần cho đến một tuần là một cái bình này thôi á. Rồi, và nói chung là một cái combo như thế á. Đây thì mình sẽ tính sơ sơ nha. Tính sơ sơ thì nó rơi vào khoảng là 190.000 các bạn. Là bao gồm những lồng với lại phụ kiện như thế là nó khoảng 190.000. Thì nói chung là nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Ví dụ như là chỗ của bạn bán như thế nào đó, hoặc là shop của bạn mua nó bán như thế nào, và hoặc là vào tùy thời điểm nữa. Đó, thì nó sẽ rơi khoảng là 190.000 cho tất cả những cái này. Là theo mình thấy là nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều rồi. Đó, còn nếu như mà ví dụ như mà các bạn mua một cái lồng á, thì cái lồng mà nó có đủ phụ kiện mà nó rộng á, thì nó cũng khoảng là 200-300.000 một cái rồi. Đó, và nó cao hơn cái chi phí so với những bạn mua những cái món đồ như thế này rất là nhiều. Đó, và những bạn nào mà chưa có chi phí nhiều và muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể á, thì các bạn có thể gọi là mua theo cái video này của mình. Rồi thì nếu như còn một cách cuối cùng nữa, mà nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm hết mức có thể luôn á, hết mức có thể luôn á, thì các bạn mua đồ cũ lại. Đấy, đồ cũ thì nó có thể rẻ hơn phân nửa nữa nha. Để 190.000 mà nó có thể rẻ hơn phân nửa nữa, thì các bạn có thể mua những đồ cũ qua các hội hamster. Đặc biệt là các bạn có thể là tham khảo trên cái hội Pet Việt của mình. Đấy, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Rồi, còn cái này là mình chưa tính hamster. Các bạn, hamster thì giống như là đầu video mình nói rồi, là nó sẽ rơi vào khoảng là 50.000, 40-50.000. Nếu như mà các bạn mua được từ những người mà người ta sinh sản á, ta nuôi sinh sản được ở nhà á, thì nó sẽ rơi vào khoảng là 40-50.000. Còn các bạn mua ở shop thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn rồi. Đó, thì các bạn lưu ý nha. Các bạn mua được ở những người mà ta nuôi sinh sản á, thì giá nó sẽ ok hơn. Rồi, và video của mình cũng đến đây cũng sẽ kết thúc, và mình không còn gì chia sẻ nữa cho các bạn hết. Đó, các bạn nào mà chưa có chi phí nhiều á thì mua theo những cái món đồ trong cái video này của mình. Rồi, các bạn về và nuôi thôi. Đó, rồi, và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. À, và nếu như mà các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.